Mình ăn làm gì mà lâu thế nhở? Xin lỗi cậu, tớ đang chuẩn bị đi thì chân to đến muộn vở chép bài. Vì hôm qua bạn ấy quên chưa kịp chép hết. Bạn ấy sợ nhỡ mai cô giáo kiểm tra. Trong lúc đợi bố tớ về đưa bọn mình đi chơi, cậu vào đây tớ cho cậu xem cái này. Ừ, cái gì đấy, có chơi được không? Chơi son không? Ở đâu đấy? Cậu lấy của mẹ à? Không phải, tớ nhặt được trong phòng chị Hồng Anh. Chị ấy toan giống mẹ tớ mua đấy. Giờ bọn mình sẽ làm gì? Xin chào, tôi là công chúa Hồng Hà của Vương quốc Sắc Màu. Còn bạn là ai? Xin chào, tôi là công chúa của Vương quốc Thỏ Trắng. Rất vui được làm quen với bạn. Đây, chén này của chú, chén này của tôi. Hai con đang uống rượu đấy à? À, con chào bố. Bố đi làm về rồi. Bố đang hỏi sao các con lại uống rượu cơ mà. Đâu có, chúng con uống nước lọc đấy bố ạ. Con chỉ giả vừa là rượu thôi. Chúng con đang chơi đóng kịch, bắt chước bố với mấy chú bạn bố ngồi uống rượu với nhau. Các con, mang mấy cái chén này xuống bếp. Lần sau không được chơi trò này nữa, nhớ chưa? Chỉ giả vờ thôi mà. Vâng ạ, chúng cháu chỉ giả vờ làm theo thôi mà. Giả vờ cũng không được. Nào, hai đứa lấy chén ở đâu thì cất gọn gàng vào cho bố. Ôi, bố còn giận chúng con à? Thế bố có đưa chúng con đi công viên nữa không? Có chứ, bố đã hứa với các con rồi mà. Các con có muốn đi luôn không nào? Có. Tôi muốn mua vé vào công viên. Chào anh, giá vé là 100.000 đồng một vé. Trẻ em dưới 8 tuổi được ra một nửa. Cho tôi 3 vé. Vâng, của anh hết 300.000 đồng. Cho tôi mua 2 vé vào công viên. Ô, anh Nam. Anh Phong, lâu lắm mới gặp anh, thật là trùng hợp. Anh cũng cho các cháu vào đây chơi à? Vâng, tại quá, tôi đưa mấy đứa đi chơi mà vội quá nên quên ví ở nhà mất rồi. Không sao đâu, anh cứ lấy tạm của tôi, rồi gửi tôi sau cũng được. Anh cần bao nhiêu? Vậy thì tốt quá, anh cho tôi mượn 500.000 nhé. Tôi sẽ gửi lại cho anh sau. Vâng, đây ạ. Cảm ơn anh. Cháu nhà anh năm nay lên mấy rồi nhỉ? Con bé năm nay lên 8, đang học lớp 3. Bạn nãy mua vé, tôi nghe nói trẻ con dưới 8 tuổi thì được giảm nửa giá vé. Tôi nói thật chứ nhìn cháu nhỏ nhắn thế kia, nếu nói chưa đến 8 tuổi cũng chẳng ai biết, sao anh mua 3 vé làm gì? Tôi có thể làm vậy, người bán vé không biết, nhưng mà bọn trẻ lại biết đấy. Không những biết mà chúng còn có thể học và bắt chước theo rất nhanh nữa. Với lại, quan trọng là tôi không muốn bán đi lòng trung thực và sự kính trọng của con cái bằng 100.000-200.000.